Quý 1 năm 2015, lần đầu tiên kể từ năm 2011, tỷ lệ tăng trưởng tiêu dùng của nước ta đạt mức cao nhất. Trong bối cảnh lãi suất ngân hàng giảm, nguồn vốn trong nước dồi dào và môi trường kinh doanh có sự thay đổi khi nhiều văn bản luật liên quan có hiệu lực, các doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long đang triển khai nhiều hoạt động tận dụng cơ hội thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Là một doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng, công ty này năm qua có tỷ lệ tăng trưởng hơn 10%, tuy chưa cao nhưng là bước hồi phục mạnh mẽ sau nhiều năm cầm chừng vì sự đóng băng của bất động sản. Tiếp nối đà phát triển này, trong quý 1 năm nay, công ty tiếp tục có thêm nhiều hợp đồng lớn, bao gồm san lấp hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phú cùng các công trình có kinh phí từ ngân sách nhà nước cũng như những công trình dân dụng. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, ngay từ đầu năm nay, công ty đã có phương án đầu tư thêm các phương tiện vận tải phục vụ sản xuất, bao gồm xà lan và xe tải. Đầu năm 2015 này, công ty có ký được mấy hợp đồng, ví dụ như là Hòa Phú tới mấy trăm ngàn khối cát, rồi mấy hợp đồng dân dụng của mấy cái đơn vị mà là gần đây nó cũng rất là nhiều. Theo cái tình hình này thì công ty cũng có cái kế hoạch là phải triển khai thêm, ví dụ như là phải đóng tàu, phải mua xe tải thêm, vì mình thấy đây là cũng là một cái cơ hội rồi, cái cơ hội kích cầu là so với mấy năm trước thì nó khác lắm. Ví dụ như giờ điều kiện hiện nay á, lãi suất á, thì nó trở về vị trí như khoảng năm 2009 á, lãi suất bây giờ có nếu mà trung hạn nó khoảng 10%, ngắn hạn 7%, cho nên là từ cái chỗ này mà công ty phải quyết định đầu tư. Yếu tố thuận lợi là từ quý 4 năm ngoái đến hết quý 1 năm nay, giá nhiều loại vật tư nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất bình ổn. Các chính sách của chính phủ giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp về thuế, tiền thuê đất đã tạo động lực cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất. Tuy nhiên, việc điều chỉnh tăng giá điện 7,5% dù giúp ngành điện có lãi nhưng lại làm cho doanh nghiệp tăng mạnh chi phí đầu vào. Có khả năng nhiều loại hàng hóa sẽ có đợt biến động giá từ việc tăng giá điện hôm 16 tháng 3 vừa qua. Chủ trương của nhà nước thì đang tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để mà tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy sản xuất. Nhưng mà ở bên điện lực thì vừa rồi lại tăng điện cái đột ngột, trong khi cái chính sách thì nó chưa có đi vào cuộc sống. Thì theo tôi nghĩ thì cái đó nếu mà họ nhìn về cái lợi ích toàn cục thì nên tăng vào cái dịp khác. Còn họ cái lợi ích của cái ngành thì họ tăng như vậy thì rất ảnh hưởng cho cái những cái công ty chúng tôi mà xài điện nhiều, cũng như những cái công ty khác mà điện là chủ yếu thì nó rất là ảnh hưởng. Kinh tế Việt Nam được các chuyên gia nhận định là đang trong giai đoạn phục hồi từ đáy năm 2012. Quý đầu tiên của năm nay, chỉ số giá tiêu dùng CPI âm 0,1%, trong khi GDP tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ 5 năm qua, tăng 6,03%. Tuy nhiên, đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi kinh tế nông nghiệp là chủ đạo, thì các ngành có thế mạnh đặc thù như lúa gạo, thủy sản tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Năm qua, toàn vùng có hơn 1.900 doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ có 46% doanh nghiệp có lợi nhuận và 54% doanh nghiệp đạt kế hoạch doanh thu. Đối với các doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu, đầu ra của sản phẩm ở thị trường trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, trong khi sản xuất trong nước tiếp tục có dấu hiệu dư thừa. Con cá tra nó cũng không khác gì, khi đã thừa rồi thì không thể nào mà bán được cái giá cao mà để bù đắp lại, hay là cái giá phù hợp để bù đắp lại cho cái người sản xuất liên quan từ nuôi trồng cho tới chế biến. Chính vì vậy đó mà khó khăn nó kéo dài. Cái việc mà cắt giảm việc sản lượng thì chưa được đặt ra một cách nghiêm túc và thực hiện được trong thực tế. Nó có nhiều cái nguyên nhân khác nữa mà nó làm cho sản lượng không giảm xuống. Thực tế là đối tượng nuôi là giảm rất là nhiều. Có thể là 40-50% cái đối tượng nuôi giảm xuống. Nhưng mà cái số sản lượng nguyên liệu sản xuất ra hàng năm thì không giảm hoặc giảm không đáng kể. Cái chứng minh, một cái số liệu chứng minh thấy rõ là mỗi một năm cái số liệu xuất khẩu của con cá tra là từ 1 tỷ 8 trên dưới 1 tỷ 8, 1 tỷ 7 mấy. Có nghĩa là sản lượng nó gần như cũ. Rồi giá thì bán thấp và càng ngày thì càng thấp, không có cải thiện gì. Nguyên nhân chính tôi nghĩ rằng nó vẫn là do sản lượng thừa. Hầu hết các nước nhập khẩu chính và nước nhỏ nước lớn đều khó khăn hết.
thì nó cũng làm cho cái chuyện tiêu thụ càng khó khăn. Trong khi đó, hội nhập kinh tế thế giới đang là xu thế chủ đạo. Ngoài việc hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm nay, các hiệp định thương mại khác mà Việt Nam đang đàm phán dự kiến sẽ kết thúc trong năm 2015 này. Trong đó, bao gồm Hiệp định Thương mại Tự do với EU, với Hàn Quốc và với Liên minh Thuế quan Nga, Kazakhstan, Belarus, được cho là có nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp mở rộng thị phần bên cạnh các thị trường truyền thống. Như công ty cổ phần thực phẩm Bichi, với tỷ trọng sản phẩm tiêu thụ nội địa 40%, trong khi tỷ lệ xuất khẩu chiếm đến 60%, đơn vị này nhận định năm nay sẽ có nhiều thuận lợi và thách thức đang xen. Năm 2015 là cái năm mà chúng ta chuẩn bị cho cái hội nhập khối ASEAN. Và Bichi cũng là một trong những doanh nghiệp sản xuất lương thực thực phẩm của đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi thấy rằng là khi vào cộng đồng thì chúng ta cũng có những cái thuận lợi là chúng ta có một cái vùng nguyên liệu dồi dào, rồi chúng ta có một cái lực lượng lao động tốt, và chính quyền thì chúng ta luôn luôn là tập trung để mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp, thì đây là những thuận lợi. Nhưng mà để cho hội nhập thì chúng ta cũng luôn luôn có những khó khăn, cái thách thức. Cái thứ nhất là về yếu tố cạnh tranh thì chúng ta thấy rằng những sản phẩm của cái Việt Nam chúng ta nó cũng có nhiều cái sản phẩm nó na ná, nó giống với sản phẩm của các nước xung quanh, ví dụ như là bên Thái Lan, bên Philippines, bên Indonesia. Rồi một cái điểm nữa là chúng ta có một cái khó khăn của chúng ta là cái công nghệ của chúng ta so với nước bạn có những mặt hàng nào đó chúng ta còn lạc hậu, vì vậy cho nên cái năng suất lao động của chúng ta cũng chưa cao. Và chính cái năng suất lao động và như vậy nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái giá thành, đến cái yếu tố cạnh tranh. Vì vậy cho nên để đảm bảo tốt cho cái hội nhập và để đảm bảo tốt cái sản phẩm chúng ta tiêu thụ được vào thị trường của các nước ASEAN thì chúng tôi phải quan tâm đặc biệt là vấn đề đổi mới công nghệ. Chúng ta phải tạo ra được một cái năng suất lao động cao hơn để giảm được chi phí, và chúng ta có thể cạnh tranh bên cạnh về mặt chất lượng, bên cạnh về mặt chủng loại sản phẩm thì chúng ta cũng phải cạnh tranh về mặt giá cả. Là vì nếu như chúng ta không cố gắng thì rõ ràng là chúng ta sẽ bị thua ngay sân nhà. Tại Hội thảo Kinh tế Việt Nam 2015, định hướng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập cho doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long vừa được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ tổ chức hồi đầu tháng 4. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, nếu kết thúc đàm phán Hiệp định Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP, trong năm 2015 này, thì sẽ có nhiều yếu tố đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế trong nước. Đó là việc doanh nghiệp sẽ tiếp cận nhanh hơn với công nghệ cao, sản phẩm giá trị gia tăng nhiều hơn, doanh nghiệp mở rộng thị phần và có cơ hội gia nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu. Người tiêu dùng được hưởng lợi nhiều nhờ vào hàng hóa rẻ hơn và phong phú hơn. Nông sản đồng bằng sông Cửu Long như lúa gạo sẽ có nhiều cơ hội vì Thái Lan, Ấn Độ chưa vào TPP và thuế suất xuất khẩu gạo vào thị trường Mỹ giảm từ 7% xuống còn 0%. Nếu như ký kết tất cả các hiệp định mà Việt Nam đang đàm phán, thì Việt Nam có hiệp định thương mại tự do với 55 nước trên thế giới. Và như vậy tức là phần lớn thị trường thế giới sẽ mở, rộng mở cho các doanh nghiệp Việt Nam. Và đặc biệt là nông sản Việt Nam là cơ hội rất lớn, mà đồng bằng sông Cửu Long có rất nhiều ưu thế. Cơ hội rất lớn đối với đồng bằng sông Cửu Long là hợp tác với Nhật Bản, thì có công nghệ, có thị trường rất lớn. Nhưng cái điều khó khăn đối với đồng bằng sông Cửu Long là phải chuyển đổi cái thói quen của người nông dân. Là nông dân không thể nào tự do canh tác, muốn làm thế nào thì làm. Nông dân phải học, nông dân phải có kỷ luật, nông dân phải có tính chuyên nghiệp, phải có trí tuệ thì mới được. Trên thế giới như là người nông dân Đan Mạch học hết 12 năm rồi thì phải đi học 8 tháng được cấp bằng mới trở thành nông dân. Cứ làm theo thói quen thì sẽ không xuất khẩu được và ông sẽ không có cơ hội để bán được hàng. Đấy là cái thách thức rất là lớn, cũng là cái cơ hội để chúng ta có thay đổi. Thứ hai nữa tức là về những mặt hàng chăn nuôi thì chúng ta đang gặp thách thức rất là lớn, là con heo, con bò, sữa, con gà là năng suất của chúng ta kém và công nghệ của chúng ta là lạc hậu. Chúng ta phải là đổi mới, chúng ta phải liên kết lại, chúng ta phải hợp tác thì chúng ta sẽ chiếm lĩnh được thị trường và chúng ta giữ vững được cái thị trường nội địa của chúng ta. Nếu không có là chúng ta cũng đứng trước thách thức rất lớn. Việc chuyển đổi thói quen sản xuất theo hướng chuyên nghiệp quá gắn với thị trường là yếu tố quan trọng trong hội nhập. Theo dự báo, trong giai đoạn hội nhập sắp tới, ngành chăn nuôi heo gà trong nước đứng trước nguy cơ thua thiệt khi giá cả không có tính cạnh tranh, trong khi bò và sữa bò cũng chịu sức ép nặng nề. Ngoài ra, điểm yếu của các doanh nghiệp trong nước nói chung và riêng đồng bằng sông Cửu Long là thiếu tính liên kết để tạo nên thế mạnh. Thời gian qua, nhiều nông sản của Việt Nam như cá tra, tôm liên tục đối mặt khó khăn bởi các rào cản kỹ thuật khi vào thị trường Mỹ. Còn các doanh nghiệp
thì luôn bị động bởi các vụ kiện tụng bán phá giá ở các nước nhập khẩu. Điểm yếu về hiểu biết về thị trường nước ngoài là cái điểm yếu từ lâu. Chúng ta cũng có vài cái một số cái nhóm doanh nghiệp ở trong những cái ngành mà xuất khẩu mạnh, chúng ta cảm thấy rằng là họ đã am hiểu thị trường. Nhưng mà khi những cái giáp giáp, những cái khó khăn gần đây thì chúng tôi mới thấy rằng là ngay chính những doanh nghiệp họ nhập mạnh như vậy, đã có xuất khẩu sâu như vậy thì họ cũng hiểu biết về cái thị trường nước ngoài rất ít. Đặc biệt là cách tổ chức cái hệ thống phân phối hàng hóa bán lẻ ở xứ người. Lập luận của các doanh nghiệp này phần lớn là không xâm nhập được và rất là khó khăn. Cái thứ hai nữa, nó giới hạn về cái tầm nhìn và cái nền tảng cơ bản. Do vậy cho nên khó mà tổ chức những cái chiến lược thành công ở cái nước ngoài để xâm nhập vào những cái người tiêu dùng ở nước ngoài. Và cái thứ ba nữa, cái tính liên kết của các cái doanh nghiệp trong cái đối phó với những cái khó khăn từ cái thị trường nước ngoài. Những cái lần mà kiện tụng chống bán phá giá của Bộ Thương mại Hoa Kỳ chẳng hạn vậy, thì khi đối phó như thế đó, từng doanh nghiệp rất là khó đối phó. Mà phải là liên kết, phải hội, phải đoàn. Nhưng mà việc này thì thực sự mà nói các doanh nghiệp khó bắt tay với nhau. Cái thứ hai nữa là những doanh nghiệp không có xuất khẩu hoặc xuất khẩu ít mà có bán hàng trong nước cũng không hiểu lắm về cái thị trường ở trong nước. Và họ chỉ lo cắm cúi về sản xuất, làm sao có ra được cái số lượng sản phẩm. Thế còn cái sản phẩm nó đến tay người tiêu dùng được cảm nhận ra sao, người tiêu dùng đánh giá như thế nào và sự thay đổi trong cái xu thế tiêu dùng như thế nào. Họ hầu như họ ít có quan tâm và cũng rất ít có những cái công ty để làm việc này. Mà nếu có những công ty làm việc này thì cũng chẳng có những cái nhóm doanh nghiệp để thuê mướn để đánh giá về cái thị hiếu khách hàng để có những cái chiến lược thích ứng. Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp được xem là mang tính đột phá nhằm chuyển đổi sản xuất theo hướng gắn với thị trường, nâng dần tính chuyên nghiệp. Hiện nay, với tỷ lệ 66% dân số sống ở nông thôn, 47% lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, thì đây vẫn là ngành kinh tế chủ lực của nước ta. Do vậy, để phát huy thế mạnh nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long, cần quyết tâm tạo ra một cuộc cách mạng nông nghiệp, trong đó bao gồm cải cách thể chế, tạo giá trị gia tăng nông sản, tăng thu nhập và nâng cao hơn nữa vị thế người nông dân. Tái nông nghiệp Việt Nam là một chủ trương lớn. Cái tái cấu trúc này nó do ba lý do. Cái lý do đầu tiên là cái cách nhìn của thế giới về phát triển và về cách sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, cũng như cái nhu cầu thực sự của lương thực thực phẩm là thay đổi. Và như vậy là cái vị thế của nông nghiệp nông thôn nó tăng. Cái thứ hai là trước đây nông nghiệp nông thôn thì thường nhìn như là một khu vực mà ít có thể tạo ra lợi nhuận do tăng trưởng nó thấp. Thế nhưng với cái cách nhìn mới thì cái lợi thế nhiều quy mô, rồi cái lợi thế theo chuỗi giá trị thì hoàn toàn nông nghiệp có thể tạo ra được những cái giá trị, tạo ra được cái lợi nhuận cho doanh nghiệp làm ăn không thua kém những cái lĩnh vực khác. Cái thứ ba là cái quan trọng nhất, Việt Nam thực sự là một nước được đánh giá có tiềm năng và có lợi thế so sánh rất lớn trong sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp trồng trọt và thủy sản. Tư tưởng mới là làm sao cái hộ nông dân ấy vẫn giữ vai trò nền tảng cốt yếu, nhưng họ nằm trong một cái cấu hình tổ chức mới gắn vấn đề kinh tế, gắn vấn đề chính trị xã hội, để không những là có họ khả năng gắn kết với xã hội, với thị trường, mà qua đấy họ có vị thế mặc cả tốt hơn, có lợi ích tốt hơn và gắn kết trong chuỗi giá trị để mà cái hiệu quả sản xuất cao hơn. Tái cấu trúc này thì nó có rất là gắn liền với hội nhập, với các hiệp định thương mại tự do. Bởi vì thứ nhất là nó thể hiện càng rõ hơn những cái lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế cạnh tranh và như vậy mình có cơ để phát triển. Cái thứ hai là với các hiệp định thương mại tự do này và đặc biệt là với các cái thị trường rất là căn cơ của nông nghiệp, bên cạnh cái thị trường toàn cầu là những thị trường lớn nhất của Việt Nam. Thế như vậy là anh hoàn toàn là có một yếu tố rất là quan trọng để có thể tạo lợi thế nhờ quy mô. Nhập này thì chúng ta hội nhập cùng với hợp tác với những cái nước mà có cái công nghệ, có cái nguồn lực tốt nhất cho sản xuất nông nghiệp. Ví dụ đối với công nghệ đó là Hoa Kỳ, đó là Nhật Bản, đó là Úc, New Zealand, đó là Israel, vân vân. Thì đấy là cái điều kiện. Và một cái nữa cũng phải rất rõ là hiện nay để tái cấu trúc nông nghiệp thì một trọng vấn đề và nâng cao năng suất lao động trong nông nghiệp thì một trọng vấn đề là dịch chuyển cơ cấu ngành và lao động trong nông nghiệp. Hội nhập kinh tế năm 2015 mở ra cơ hội hợp tác phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, thế mạnh đặc thù của đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và Việt Nam nói chung. Nếu có sự kết nối tốt giữa các tỉnh trong vùng sẽ kéo theo sự lan tỏa rộng hơn cho toàn khu vực. Qua đó, thúc đẩy hình thành và phát triển ngành công nghiệp chế biến, dịch vụ logistics, từng bước hình thành các cụm ngành công nghiệp. Đây là tiền đề để nông sản đồng bằng sông Cửu Long hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế mở khu vực ASEAN và kết nối nhà phân phối toàn cầu,
đưa hàng hóa Việt Nam trở thành mắt xích trong chuỗi thương mại thế giới. Từ đầu năm đến nay, diện tích nuôi mới, thu hoạch và sản lượng cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lượng hàng xuất khẩu giảm, cơ cấu thị trường và tỷ giá lại có nhiều thay đổi. Xuất khẩu cá tra năm 2015, những tín hiệu mới từ thị trường là chủ đề của chuyên đề kinh tế kỳ tới, phát sóng lúc 19h45 phút ngày 20 tháng 4 trên truyền hình Vĩnh Long 2. Kính mời quý khán giả đón xem.